Vâng, Tiến Mimi xin chào cả nhà, chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là Tiến Mimi sẽ test cái con âm ly BIK. Như hôm trước thì là Tiến Mimi cũng đã nói rồi, là cái con này là nó y chang như con BOB X3 Pro, nhưng con này mặt màu đen. Đó, quắc nháy y chang nhau hết, không khác gì rồi nha. Vỉ trong, bao nhiêu sò, lưng tiếng chống hú y á như nhau, nhưng mà con này là được là cái nguồn to hơn, nguồn của BMB là nó hay nhỏ hơn. Thì video trước Tiến Mimi tháo hết bên trong rồi, còn video này là Tiến Mimi sẽ test alo echo của nó với cả đường nhạc. Đây quá, đây cực đẹp, nó Tiến Mimi anh không lo chú ý đâu, nhìn nó ánh đèn điện bật đây này, đây để lau chùi thành được quá đó, hàng cực đẹp luôn. Đó, thì trước mắt này Tiến Mimi thử luôn mic cho các bác. Lơ tiếng echo và tỉ vật nó này cực ấy rồi bác, tốt rồi. Echo rất là mịn, tỉ vật rất sáng. Đó. Con hình thức thì nó rất đẹp các bác nha. Đây quay tối thì nó có bị xước tí này thôi, lau cái hết rồi bác. Chưa hôm má chưa lau view gì nha. Bác để bụi bên kia làm đấy bác này. Đó. Về thì nó lau quá sạch không? Thì Tiến Mimi không có lau chùi. Thì đây Tiến Mimi nói đây là ba lăng này, cân loa này. Đấy, nào có thành ngay bác. Music, bass và tép. Bên này là bass của mic, lời của mic, chép của mic. Đó. Còn bên là effect, effect kia là có reverb này. Reverb đây Tiến Mimi để hướng 11 giờ thôi. Bật nhiều reverb quá nó sáng tiếng hay gây hú. Đấy là tùy loa, đây là Tiến Mimi đá loa full. Nếu các bác mà đá loa BB thì là hay tăng reverb lên thì tiếng sáng hơn. Còn đây là echo. Còn đây là V-Bit và đây là delay. Đó nha. Đây là ba cái cổng chỉnh to nhỏ của mic từ trước, còn đằng sau này là nó mặc định rồi. Đó. Con này công suất nó 760W y chang như con ấy nhau nhá. Y chang như con BB không thay nhau đâu. Mỗi tụi là nó là khác mấy khác tên thôi. Đây. 760W con này, đó là RMA330 là tương đương là 330W một cây. Các bác đánh một cặp full 30 vô tư, hàng rất đẹp xuất sắc. Đó. Các bác nha, Tiến Mimi là đánh ở cái đôi loa EV full 30 một cặp kèn. Cũng như hôm trước có một quảng cáo các bác. Đây Tiến Mimi cũng mở cho các bác ít nhạc. Mạch lưng tiếng đằng sau đấy bác, mạch lưng tiếng này không này, thì tiếng rất thoáng, cực thoáng luôn các bác. Nguồn này to hơn nguồn của BB nhá, dày hơn BB,
Habibi màu xám, con này màu đen. Đó, cực đẹp luôn các bác. Khỏe, đánh bác 30 đánh nể loa luôn các bác, chứ không phải là đánh trùng tiếng luôn nhá. Các nghe. Đây là tiếng BB đánh qua một con lọc Hàn Quốc nhá. Đánh qua một con lọc Hàn Quốc liver ấy. Để bao lượm hướng 10 giờ đó là té ra ngoài các bạn. Kiếm rất chắc. Đây là tép của âm ni nha, tiến ni mình đặt hướng có 1 giờ các bạn. Đặt hướng 1 giờ thôi, tức là nó con mạch lên tiếng rồi, nên là khi tép bát ở cái phần music của âm linh này chỉ rất ít, không chỉ nhiều. Và đến mức độ như này là ăn quá nhiều tép rồi. Đó. Nếu các bác chưa lo BNB, lo làm thì các bác tăng thêm một ít nữa. Và đây nó full nó sáng tiếng rồi, thì BNB thì để đặt hướng 1 giờ thôi. Tiếng BB nghỉ thử cho các bác biết thế thôi để đánh giá nó với cả con BB như nhau chứ không khác gì cả, chứ còn chất lượng âm thanh của nó quá tốt rồi. Hàng thì là rất đẹp, bãi nguyên zin cho quá cửa ăn test luôn nha. Tiếng BB nó báo giá luôn các bác là 3.500.000 là bao fit bác toàn quốc, 3.500.000 bao fit toàn quốc cho các bác. Đấy, nếu bác nào có nhu cầu lấy âm ni BIK có gì vừa đó nha, thì vừa rất sáng các bác vặn ngay với ngày ấy. Đó, thì liên hệ với Tiến BB theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đó, hiện được mic rất hay các bạn nhé. Các bạn bật mic lên số 2 giờ rồi. Alo, tốt tốt rồi. Hay 3 4 5 6 7. Đó, bác tiếng này rất tốt rồi, súng hú nói chung là tôi ngồi cái đây độ mét thôi, à, chưa không có hú. Đây có mét này hả, không có hú. Đó, nếu bác lấy thì liên hệ với Tiến BB theo số điện thoại trên. Và đó là chất lượng âm thanh thì là nó sẽ Tiến BB khẳng định là nó sẽ rất tốt hơn những hàng mới rất nhiều. Những cái 203, 256 thằng mua Kumi hiện tại bây giờ là không mặt bằng được để cung cấp. Đó. Còn nếu bác nào mà lấy thì liên hệ với Tiến BB. Vâng, xin chào tất cả các bác.